Mặt của mình nha, đây các bạn lòng motor vào đây. Đấy, cái này này đẹp không? Nha, lắp ráp rất dễ nha, ai cũng có thể lắp được. Và quạt này mình làm toàn bằng sắt hết, chả bao giờ hỏng đâu. Đây motor này có hai chân rắc, các bạn ấn nó gãy xuống nhá. Đấy, ấn xuống sau bắt đầu các bạn kéo này vào đây. Đây, lắp đơn giản lắm các bạn. Đây các bạn ấn vào đây. Các bạn dặn cái lúm này vào là xong. Đấy, dễ lắm. Hàng này cái này chở con lắp được. Đấy, còn các bạn xoáy ốc này ra. Dùng T8 nhé, khẩu 8 các bạn vặn ra. Mình dùng súng này cho nó nhanh. Nha các bạn nha. Lắp lòng vào đây. Chân đây nha, đấy, chân có cao su hết này. Chân đóng cao su, chân này thì chả gãy được hỏng được đâu. Nó là chân sắt mà dùng rất là tiện dụng, gọn nhẹ, chỉnh cho tất cả mọi. Đây, quay cái tai lòng lên các bạn nha. Đấy. Đây, anh quay nó đứng lên, đứng úp vào đây thì người ta nhìn rõ hơn. Đây là hai ốc nha, nhưng mình lắp thử demo cho các bạn thì một ốc cũng được. Đấy, đây một còn một ốc bên này nữa. Đây, mình lại lấy con ốc này. Đây nha, các bạn xem nhé. Mình lắp hoàn thiện một chiếc quạt cho các bạn. Đấy. Cánh đây nhá. Cánh này là cánh bao bền bao hỏng này. Bao hỏng luôn. Nha, cánh này này nó nặng 50 g. Cánh này nặng 50 g, còn các loại cánh khác ở trên thị trường nó nặng từ 90 g đến 120 g, nó rất là tốn điện của mình ắc quy các bạn ạ. Thì đây tôi lắp cho các bạn xem. Cánh này nó tối ưu về gió luôn nhá. Mình làm cái gì là có cũng phải là đẳng cấp. Đây. Đây. Lòng đây thì lắp vào nó đơn giản thôi. Cánh này thì bao gãy bao hỏng nhá, dùng thoải mái các bạn. Và cánh này mình rất là xịn luôn. Quạt này được chạy IBS mát, gió sẽ mát xa. Thấy nhá, cái chân này thì đây, chân ba chân này nó có cao su này. Đấy, đây vặn vào đây rất là gọn đơn giản các bạn, chỉnh cao thấp thoải mái nha các bạn ha, rất là tiện. Đây tôi cắm lên cho các bạn xem, cắm cái kẹp đây. Đây là có cái kẹp này, sau tí nữa kẹp làm xong nhá, có kẹp này. Đây là thử gì? Đấy, man lắm. Bình này chạy 12V. 12V mà 30A thì là chạy được 24 tiếng nó chưa hết điện. Con quạt của tôi làm cánh nó nặng 50 g, trên thị trường không có ai có cánh đường kính 40 phân nặng 50 g. Và chạy lồng này là lồng to, lồng 45 phân, cánh 40 phân nha các bạn nha. Đây anh quay cả vào cái quạt này, rất là mát. Cái này mát xa tầm 8 m. Thế là thoải mái rồi các bạn. Mà êm gió lắm, dùng cái này tiết kiệm điện. Cái bình bình 50A, bình 30A này là bình của xe đạp điện nặng 6 kg các bạn. Hơn 6 cân. Các bạn mua bình này nó tầm độ 500 nghìn thôi. Cái quạt này nữa. Đấy, còn cái sạc thì không đáng bao tiền nhá. Đây là giới thiệu với tất cả các đại lý nhà phân phối và người tiêu dùng. Ok, xin cảm ơn mọi người.